Chiều hôm qua ngày 2 tháng 5, dù kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 vẫn chưa kết thúc, thế nhưng mà nhiều người dân đã trở lại Hà Nội sớm do lo ngại tắc đường. À, việc này cũng đã khiến cho cửa ngõ ra vào thủ đô ùn ứ nghiêm trọng trong chiều ngày hôm qua. Tại nút giao Giải phóng Ngọc Hồi, từ 16 giờ chiều qua đã xuất hiện tình trạng ùn ứ kéo dài, người dân phải di chuyển chậm. Do đường Giải phóng có hai bến xe lớn là nước ngầm và giáp bát, càng về chiều thì tình trạng ùn tắc ở đây càng diễn ra nghiêm trọng lượng phương tiện tăng đột biến khiến cho ô tô xe máy di chuyển chậm. Lực lượng cảnh sát giao thông được tăng cường để hướng dẫn các phương tiện lưu thông cũng như là giải tỏa ùn tắc. Cũng trong ngày hôm qua thì hàng nghìn hành khách đã đổ về sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Khu vực check-in của các hãng bay đã chật kín khách xếp hàng để làm thủ tục. Hành khách được khuyến cáo làm thủ tục trực tuyến để tránh phải chờ đợi lâu và tập trung đông người. Trong ngày hôm nay, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, cả hai sân bay là Nội Bài và Tân Sơn Nhất dự kiến sẽ đón gần 180.000 hành khách và tập trung vào nhiều khung giờ cao điểm.